quý vị, thưa các bạn, Hội chợ ASEAN Trung Quốc CASPO đã được tổ chức thành công 12 kỳ liên tiếp và đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành sân chơi quan trọng để giao lưu hữu nghị, xúc tiến thương mại và hợp tác kinh tế đa lĩnh vực giữa các doanh nghiệp ASEAN và Trung Quốc. Đặc biệt, kỳ hội chợ lần thứ 13 năm nay, Việt Nam sẽ là quốc gia danh dự tại hội chợ với nhiều hoạt động giới thiệu đa dạng và phong phú. Theo thứ tự luân phiên, năm nay Việt Nam đóng vai trò là quốc gia danh dự tại hội chợ CASPO 2016 và đồng chủ trì những hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Đây là dịp để Việt Nam khẳng định vị trí vai trò của mình trong quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc. Với ý nghĩa to lớn trên, đoàn Việt Nam năm nay dự kiến tiếp tục sẽ do đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu cùng với lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo một số bộ ngành địa phương trên cả nước tham dự các hoạt động chính tại hội chợ. Năm 2016 này, chúng ta là quốc gia danh dự hay là gọi quốc gia chủ đề, và với một cái trọng trách là chúng ta sẽ cùng với nước chủ nhà Trung Quốc đồng tổ chức cái hội chợ này, và với một cái vai trò hết sức là quan trọng và chủ động. Ví dụ như là lãnh đạo chính phủ Việt Nam sẽ tham gia vào tất cả các hoạt động, và nhất là những hoạt động như là khai mạc hội chợ, rồi là tham dự các cái hội nghị thượng đỉnh đầu tư thương mại giữa ASEAN Trung Quốc mà có cái bài phát biểu quan trọng, và cũng như tất cả nhiều các hoạt động khác. Và năm nay nhân dịp kỷ niệm và cái việc chúng ta là nước chủ đề thì sẽ có dành riêng cho phía Việt Nam. Thế rồi lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ đồng điều hành và dẫn cái chương trình của lễ khai mạc hội chợ và một số các hoạt động khác của hội chợ. Theo ban tổ chức, hội chợ năm nay sẽ gồm những hoạt động quan trọng và nhiều nét mới như lễ khai mạc hội chợ CASPO 2016 và lễ khai trương gian hàng quốc gia chủ đề Thành phố đẹp của quốc gia danh dự. Hội nghị đối thoại bàn tròn giữa lãnh đạo chính phủ Việt Nam với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Trung Quốc. Năm 2016 này thì Việt Nam theo luân phiên thì là nước chủ đề hoặc là quốc gia danh dự. Thì với cái việc mà chúng ta vẫn duy trì là cái nước ASEAN có số lượng gian hàng, có số lượng doanh nghiệp tham dự là lớn nhất, và cũng là lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Cái việc chúng ta tổ chức giới thiệu ở trong gian hàng quốc gia Thành phố đẹp và trực tiếp năm nay đó là thành phố Buôn Ma Thuột, là với cái chủ đề là cái thủ phủ cũng như là cái gốc của cái cà phê của Việt Nam. Và chúng tôi khẳng định là chúng sẽ đảm nhiệm, sẽ với một cái trách nhiệm cũng như là vừa chắc chắn là sẽ có cái sự thành công ở trong cái lần này. Có thể nói đến giờ phút này, với tư cách là đồng tổ chức, Bộ Công Thương đã hoàn tất các chuẩn bị hứa hẹn cho một kỳ hội chợ nhiều thành công. Đến giờ phút này thì chúng tôi cũng có thể chủ quan mà nói thì các công việc cơ bản về công tác tổ chức thì cũng đã được hoàn thành, với sự tham dự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của các bộ ngành, các địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp. Để chuẩn bị cho cái hội chợ này, chúng tôi đã chuẩn bị rất từ lâu và có cái ước mong rất là lâu về cái sản phẩm gạo của mình đi tham dự quốc tế, nên chuẩn bị những cái loại gạo chất lượng là tốt nhất, mong muốn để đưa cái hạt gạo của Việt Nam mình tới bạn bè quốc tế chất lượng là tốt nhất. Khi tôi được chọn là một doanh nghiệp danh dự của ngành gỗ Việt Nam thì tôi cũng rất là lo lắng, nhưng thực sự ra thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đến cả một năm để chuẩn bị những cái hàng tốt nhất, chuẩn bị những cái mặt hàng có kỹ thuật cao, có chất lượng tốt để chúng ta quảng bá, và cũng như đấy là một cái sự giới thiệu với bạn bè quốc tế cũng như với người dân Trung Quốc là Việt Nam là có những cái mặt hàng tốt, mặt hàng chất lượng cao và người Việt Nam cũng có thể làm được. Theo số liệu của ban tổ chức hội chợ Trung Quốc và thông tin phản hồi của các doanh nghiệp Việt Nam, trong thời gian diễn ra hội chợ CASPO 2015, khu gian hàng Việt Nam đã đón khoảng 50.000 lượt khách là các doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế, công chúng tới tham quan và giao dịch. Tổng giá trị các giao dịch thương mại, thỏa thuận, hợp đồng thương mại và các dự án đầu tư doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết tại hội chợ đạt gần 100 triệu đô la Mỹ. Năm nay, Bộ Công Thương hy vọng với tư cách đồng tổ chức, với công tác chuẩn bị chu đáo, đầu tư bài bản, hội chợ sẽ thu hút đông đảo khách tham quan và giao dịch. Hội chợ cũng sẽ là nơi quảng bá cho tiềm năng đất nước, con người Việt Nam, cầu nối thành công cho doanh nghiệp Việt Nam với các nước ASEAN và Trung Quốc.